Điểm từ Duy Thanh 1-0. Các bạn đang xem trận bán kết bóng chuyền nam giữa giáo viên trường trung học phổ thông Duy Thanh và giáo viên trường trung học phổ thông Duy Thủy. Điểm thi Duy Thủy 1-1. Đập đi. Bóng không vào lưới, điểm cho Duy Thanh 2-1. Nam nó còn hứng rồi. Điểm cho Duy Thanh 3-1. Hát bóng ngoài, điểm cho Duy Thủy 2-3. Bóng thông qua lưới, điểm cho Duy Thủy 3-3. Điểm cho Duy Thanh 4-3. Điểm cho Duy Thủy 4-4. Bóng không vào lưới, điểm cho Duy Thanh 5-4. Điểm cho Duy Thủy 5-5.
Đập bóng ngoài, điểm cho Vị Thủy 6-5. Điểm cho Vị Thủy 7-5. Điểm cho Vị Thủy 8-5. Đập bóng tốt, điểm cho Vị Thanh 6-8. Điểm cho Duy Thanh 8-10. Tiếp tục điểm cho Duy Thanh 9-10. Bóng tốt, điểm cho Vị Thủy 11-9. Đập bóng tốt, điểm cho Vị Thanh 10-11. 11 anh em ơi. Đập bóng tốt, điểm cho Vị Thủy 12-10.
cho Duy Thanh 11, 12. Điểm cho Việt Thanh 12-14. Ngoài hả anh, cho anh tâm ngoài hả, bóng ngoài sân, điểm cho Việt Thanh 13-14. Lương Thế Vinh này không có sức rồi. Thành ra bên đây đạo vô chiến cách là gặp nó làm hết hơn mạnh mà nó hơn. Bóng trong sân, điểm cho Việt Thanh 14 đều. 14 điều anh em ơi. Điểm cho Vị Thủy 15-14. Bóng thông qua lưới, điểm cho Việt Thanh 15-16. Đặt bóng tốt, điểm cho Việt Thủy 17-15. Ngoài sân, điểm cho Việt Thanh 16-17. Đập bóng tốt, điểm cho Vị Thủy 18-16. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Điển Gia Thị Thủy 19-16. Bỏ bóng tốt điểm cho Vị Thanh 17-19. Điểm cho Vị Thanh 18-20. Bóng ngoài sân, điểm cho Vị Thanh 19-20. Điểm cho Vị Thanh 20. Ủa 20 điều mà. 20 điều. Giữ mặt hả? Điểm cho Vị Thanh 21-20. Điểm cho Vị Thanh 22-20. Đức lưu lại ơi. Bóng không vào lưới, điểm cho Vị Thanh 23-20. Hỏi rồi là mình ăn điểm rồi đó. Đâu có nghe rồi trời là mà làm gì được. Đó rồi.
Cái đó đúng ra hàng lộng cho nó chạy lên. Chuyện đó là chạy đâu nổi. Điểm cho vị thủy 22-23. Điểm giờ vị thành 24-22. Chạy cuối, chạy cuối. Chị nghe coi, nghe coi. Để cho vị thủy 23-24. Chạy cuối, chạy cuối. Hai bốn đều. Hai mươi lăm bốn. Mấy giờ ông tấn gì không? Đặt bóng tốt, điểm cho vị thủy 26-25. Chơi vị thanh 26 đều. 26 lên 28 gì đó. Chứ mà đều lên 28 gì đó. Té hai điểm nha. Còn nếu mà đều lên hoài đó, càng lên càng núi. Bóng ngoài sân. Điểm giờ vị thanh 27-26. Chạy cuối, chạy cuối, ai cũng nghe vậy đi. Tốt rồi.
là 29 đó. 27 điều. Điểm cho Thị Thanh 28 điều. Quýnh cái này thôi. Quá tốt. Rồi, lắm, đại luôn. Ôi trời. Điểm cho Thị Thanh 29-28. Đúng hồi xíu ơi luôn. Quả quýt dùm đất. Dùm đất đuối chờ. Quả tốc. Hai mươi chín điều. Đúng rồi, có mày nhưng mà mình kiên tan. Không trắng thì vô sân, vô sân. Thị thắng hiệp 1.